Alo. Cứu ban thì gọi điện thoại, gọi video đi, gọi video đi em xem nào. Video đúng không? Rồi ok, gọi video đi nha. Bây giờ quay xuống cái núm khóa đi. Tắt cái đi, tắt rồi tắt cái núm khóa đi. Rồi. Bây giờ con SCU là đang rút ra rồi mà vẫn mở khóa được đúng không? Dạ dạ. Rồi như vậy là đang bị liệt cái núm á. Em lúc cái chui vô núm ra luôn em cũng mở được thôi. Thì hư cái núm rồi, vậy là thay cái núm thôi. Cái này là hiện tượng hư núm đấy. Đúng rồi, hiện tượng đó là hiện tượng hư núm. Rồi bây giờ nhá, bây giờ gắn SCU lại đi. Em lắp con SCU lại. Dạ, dạ. Rồi gắn SCU vào, rồi ok. Rồi cái giờ móc đâu, Rồi lấy đồng mắt. Đó, nó báo lại rồi. Nó báo là đúng rồi, cứ bình tĩnh, ông cứ bình tĩnh, ông cứ làm từ từ thôi. Rồi nè, xong rồi, tại sao nó lại? Từ từ, rồi chuyển sang màu xanh rồi đúng không? Bấm cái nút móc ở dưới coi xem đèn màu xanh chưa? Rồi luôn rồi. Quay vào cái đồng móc thầy coi. Rồi ok, được rồi, bỏ cái remote bên cạnh xe được rồi. Rồi, bây giờ làm từng quy trình một này. Quay lên cái nút đề, để cái điện thoại xa ra chốt, quay lên cái nút đề. Rồi bấm vào nút đề một lần. Rồi, thả tay. Rồi, bây giờ mở khóa lên. Rồi, có đèn FI chưa? Có là ai? Có bơm xăng chưa? Rồi. Rồi ok, đè nổ đi. Có luôn hả? Có đè nổ đi. Dạ. Rồi nổ rồi. Rồi chốt. Rồi. Như vậy chốt ban, hỏng cái núm, thay cái núm là được nhá. Dạ, thay cái núm khác phải không? Ok, thay cái núm khác là lượm tiền, thay cái núm khác lượm tiền. Rồi, cảm ơn thầy. Ok.